Người ta nói rằng truyền thống sẽ bị thay đổi khi chỉ số sử dụng lương thực ít đi và cách người ta yêu nhau cũng khác đi. Cho tôi kế hoạch bay. Chào bố ạ. Con ăn uống thế nào? Con đang uống sữa và ăn bánh. Mẹ đi tập thể dục hình thể chưa về. Thôi được, 1 giờ nữa bố sẽ bay ra Hà Nội. Bố sẽ ghé qua cửa hàng bán đồ ăn sẵn, mua một vài thứ gì đó về ăn tạm. Chào con. Chào bố. Vietnam Airlines welcome aboard the TU-24. Flight number 128 from Ho Chi Minh City to Hà Nội. We service Nội Bài Airport to get in 1 hour and 45 minutes of flight. As not be serving the flight, we need to fasten your seatbelt and effect from smoking during takeoff. Chồng tôi là phi công của hãng hàng không quốc gia. Anh là cơ trưởng của máy bay chở khách TU-134. Anh là người say mê công việc và là thần tượng của các cô tiếp viên trẻ đẹp. Chị có trục trặc gì à? Có lẽ bố phải dành ít ngày nghỉ để bày cho con cách nấu ăn thôi. Chẳng để làm gì bố ạ, mà con cũng bận học lắm. Sao lại chẳng để làm gì? Con là con gái, phải biết nấu ăn và biết làm việc nhà nữa chứ. Ăn đi. Con không muốn chui vào bếp để rồi suốt ngày kêu ca cáu gắt như mẹ. Con sẽ chẳng bao giờ lấy chồng cả. Thật diễm phúc cho ai được thừa hưởng sự hấp dẫn tuyệt vời này. Vân phải về thôi. Có ai chờ Vân ở nhà mà Vân phải về? Con gái. Chỉ thế thôi à? Vân phải về thôi.
Con lo rồi bố ạ. Em ăn luôn chứ? Em mệt lắm, em không ăn đâu. Là gia đình tôi, một buổi tối như thế này chẳng có gì là khác thường cả. Sau bữa ăn, chồng tôi hôn tôi như một thói quen, rồi ôm một chồng sách ra bàn ngồi đọc. Vĩnh biệt nhé, anh bạn trung thành yêu quý của tôi. Chính bạn đã nâng cánh để tôi bay tiếp trên những chiếc máy bay hiện đại. Cảm ơn bạn. Chỉ có điện hoa đấy. Cảm ơn. Bây giờ thì sếp có thể chinh phục cả thế giới được đấy. Em suy dại chị đấy à? Bố dậy đi. Ôi. Bố không phải nhìn đồng hồ nữa. 8 giờ rồi. Bố dậy ăn sáng đi. Con mua ăn sáng rồi à? Con nấu chứ. Thế bố tưởng con gái bố không biết nấu nướng. Nấu mì như thế này ai chả nấu được ạ?
Sao mặn thế? Con cũng thấy mặn nhưng không muốn kêu. Do con nấu cho nên mặn mấy bố cũng ăn. Khéo chết mặn đấy bố ạ. Con chó có hai gói gia vị mà sao mặn thế? Con gái ơi, mỗi suất mì chỉ cần một gói gia vị. Nếu con nấu gộp hai gói, có nghĩa là chỉ cần một gói gia vị là đủ. Lần sau con sẽ làm như thế. Thế hôm nay sao con không đi học? Con nghỉ tiết đầu tiên, thầy giáo ốm. Thế hôm nay bố nghỉ bay à? Bố được nghỉ để chuẩn bị đi học chuyển loại máy bay. Bố lại đi xa à? Bố sẽ đi Úc học một thời gian. Chắc là mẹ không vui đâu. Mẹ dạo này khác lắm. Đến giờ con đi học rồi. Bố đưa con đến trường chứ? Tất nhiên rồi. Lâu lắm con mới được bố đưa đến trường. Chị muốn đổi bài tập mới có không? Có chị ạ. Trung tâm mới nhận được một bài thể dục step a book chị ạ. Có khó không? Chị này, thể dục thẩm mỹ chỉ dành cho những người lười mà lại muốn đẹp thôi. Có băng chưa? Có, để em vào lấy cho chị nhé. Mẹ thì lúc nào cũng muộn. Đã về muộn lại còn bắt cả nhà phải đợi. Thôi con, con đừng trách mẹ nữa. Để mẹ mất vui. Nhưng mà bố cũng biết đấy. Cả nhà mình ít khi có cả bố, cả mẹ, cả con cùng ngồi ăn cơm với nhau. Thôi con. Hôm nay con đồng ý cho bố mẹ uống một chút rượu nhẹ chứ? Con đồng ý cho con uống một chút rượu cùng bố mẹ. Ấy, con chỉ uống nước ngọt thôi. Không, con uống rượu cơ. Rượu nhẹ mà. Mẹ đồng ý nhá. Nhưng chỉ một chút thôi đấy nhá. Bố xin được nâng cốc. Chúc cả nhà. Chúc bố, chúc mẹ. Ngày mai bố sẽ bay sang Pháp để học lái loại máy bay Airbus 320. Đây là loại máy bay hiện đại nhất hiện nay. Con biết đấy, 20 tuổi bố đã lái máy bay chiến đấu, còn bây giờ lái máy bay chở khách. Bầu trời luôn gắn bó với bố từ khi bố mới bước vào đời. Bố luôn mong ước được bay cao, bay xa. Bố cảm ơn mẹ và con đã giữ cho bố cuộc sống dưới mặt đất. Bố tin mẹ và con luôn là chỗ dựa vững chắc cho cánh bay của bố. Anh nói nhiều với con như thế làm gì? Này, con ăn thử món ăn mà bố bày cho con làm xem nào. Dạ. Thỉnh thoảng con vẫn phải về với bà nội để cho bà đỡ nhớ. Nhưng bố đi vắng, con sợ mẹ ở nhà một mình. Mẹ. Chẳng lẽ mẹ phải nhờ đến con trông mẹ? Nào, ta nâng cốc. Chúc bố, chúc mẹ.
Anh có nhà không cô? Hoàng Anh nó về quê rồi các cháu ạ. Thế thì chúng cháu chào cô ạ. Đúng là hầm, bây giờ còn có đứa về quê để chơi. Thế mà nó không báo cho thằng Nam biết. Mày mà được bám càng thì thích nhỉ. Thằng ôn. Thôi lên Hồ Tây. Thế này mà bà mua lắm thứ thế. Ở nhà quê ít được ăn ngon lắm cháu ạ. Mỗi lần được ăn thì phải nấu thật ngon vào. Ở Hà Nội bây giờ người ta ngại nấu lắm. Thế thì nhịn đói à? Không, buổi trưa thì đi ăn cơm bụi, buổi tối thì ăn cái gì đó qua loa, rồi đi học tiếng Anh hoặc đi ngủ. Đi chợ nhà quê thích thật đấy bà. Cứ như là đi xem chèo, xem cải lương ấy. Thì chèo với cải lương cũng từ đây mà ra đấy cháu ạ. Alo. May quá, Vân đã về. Tôi gọi cho Vân lần này là lần thứ 5. Làm sao Tuấn biết được số điện thoại của nhà tôi? Điều đó còn dễ hơn, tìm mua một bông hồng đẹp. Tôi còn biết, hiện nay Vân đang ở nhà một mình. Tôi đến thăm Vân bây giờ được không? Đừng, đừng, tôi xin lỗi. Bà ơi, bà có thích cháu trai không hả bà? Chà bố mày, bà có lạc hậu như người ta đâu, mà trọng nam khinh nữ. Bà ơi, giá như ngồi đây không phải là cháu, mà là cháu trai của bà thì bà thích lắm nhỉ? Lém thế, giá có mày suốt ngày ở bên bà, chắc bà vui lắm đấy. Alo, phòng vé Việt Nam Airlines đấy phải không ạ? À, vâng, tôi muốn mua 5 vé máy bay đi Sài Gòn. 3 khách Canada, 2 khách Việt Nam. Công việc và công việc. Đó là niềm say mê không diễn tả nổi của người đàn bà trí thức. Trong thời đại tiếng Anh và máy vi tính.
Báo cáo anh, em đã chuẩn bị vé máy bay cho anh và ba khách Canada rồi đấy ạ. Cả cô cũng cùng bay đi chứ. Dạ. Cô phải có mặt đấy. Sự hiện diện của cô sẽ làm dịu đi các cuộc tranh cãi. Cô vắng mặt thế nào được? Anh đã nói vậy thì có lẽ em phải đi thôi. Lên đấy được. Bà ơi, tự nhiên cháu thấy sốt ruột quá. Không biết ở nhà mẹ cháu có chuyện gì không. Có lẽ cháu phải về thôi. Ừ, mai bà cho cháu về. Chắc mẹ cháu cũng đang mong cháu lắm đấy. Tuấn mang vào đây hộ tôi. Vân xin. Tôi ở lại được chứ? Thôi, Tuấn về đi. Cảm ơn. Chào bố. Vâng. Bao giờ bố về? Vâng. Con chào bố. Alo. Con chào mẹ. Vâng, con vừa về cách đây ít phút thôi. Sao con nói? Con ở với bà 2 tuần cơ mà. Con nóng ruột quá, sợ ở nhà có chuyện gì ạ. Cảm ơn con, mẹ vẫn khỏe. Con thế nào? Con ở với bà thích lắm. Đi chợ này, lên đồi hái sim, và đi thả diều nữa. Khi con về bà buồn lắm. Con chào mẹ. Thế nào mẹ? Cũng được. Cũng được thôi à? Ý mẹ muốn nói là con rất giỏi. Ý con muốn khen là ngon, chứ không phải là giỏi. Con phải biết, nấu ăn ngon không phải là dễ. Nếu như mẹ khen con nấu ngon, thì lần sau con lại cho mẹ ăn trứng cháy mà canh mặn chát. Thôi, mẹ đừng nói nữa. Con đồng ý với nhận xét của mẹ. À mẹ này, mẹ đừng nói trước với bố là con biết nấu cơm nhé. Để khi nào bố về, con sẽ nấu một bữa cơm đãi bố. Con ạ, ngày mai mẹ có việc đột xuất, phải đi vắng vài ngày. Mẹ không ở nhà đón bố được à? Hoãn đi mẹ ạ. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đón bố đâu.
không thể hoãn được con ạ. Mẹ không thể vắng mặt trong công việc này được. Có thật thế không hả mẹ? Người phải bước ra khỏi ngôi nhà mà ba chúng tôi đã chung sống suốt 15 năm trời. Tôi cảm thấy trong tôi có một cái gì đó thân thuộc đã dạn vỡ, đã hư hỏng, không còn kìm giữ được nữa. Chúng ta sẽ cố gắng làm lại tất cả. Em
sợ em không làm nổi. Cả anh và em đều say mê với công việc của mình, và chính điều đó đã giúp cho chúng ta có cuộc sống đầy đủ. Nhưng càng đầy đủ bao nhiêu thì sự cảm thông, quý trọng lại càng vơi đi bấy nhiêu. Chúng ta trở nên quá yếu đuối và dễ đổ vỡ trước cuộc sống hiện nay. Mình nét mặt buồn buồn, đúng là hội viên tương lai của hội mình. Còn lâu ấy, bố mẹ nó hiện nay là một cặp vợ chồng lý tưởng đấy. Đây này, chúng mày xem này. Để em tự xem nào. Đây là ở đâu đây? Tao đi qua xin này tao chụp đấy. Xin này à? Lần trước tớ cũng chụp đấy đấy. Tao còn có một cuộn hôm chụp ở Dubai cơ. Thế là chưa kịp rửa. Thế ôi, cái này đẹp quá này. Đây này. Ôi, đẹp thật đấy. Thủy Tiên đâu rồi nhỉ? À, đây rồi. Khẩn trương vào chỗ. Nhận kế hoạch bay này. Tớ biết tin hơi muộn. Có chuyện gì vậy anh? Cậu ngồi xuống đi. Chuyện gia đình trục trặc phải không? Ai báo cáo với anh chuyện ấy? Ai nói cho mình biết không thành vấn đề. Mà quan trọng là chuyện gia đình của cậu ảnh hưởng tới chuyến bay khởi đầu của hãng, ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Anh còn nghi ngờ tôi? Anh đã biết quá rõ tôi từ hồi còn chiến tranh. Không phải cái lao lên trời như ngày chiến tranh được, mà tính mạng của bao nhiêu con người và cơ nghiệp của hãng đang nằm trong tay cậu. Anh yên tâm đi, chuyện gia đình chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Gia đình là đường băng của mỗi chúng ta để bay lên và trở về. Đã bao giờ tôi làm anh lo lắng, mất tin tưởng chưa? Nếu biết sớm chuyện này, chưa chắc mình đã duyệt cho cậu bay. Chúng ta thiếu người lái loại máy bay mới, nhưng không đến mức phải để cậu bay lên với tâm trạng nặng nề như thế này. Tôi xin đảm bảo với anh về chuyến bay. Thôi được, sau chuyến bay này, bọn mình sẽ tạo mọi điều kiện để cho cậu giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình. Cảm ơn anh. Sao không mở à? Không mở đâu, đem lên đằng trước kia kìa. Kia kìa. Đấy, lật cái ghế kia lên. Thank you.
bầu trời như ngôi nhà thứ hai của anh. Anh sống không thể thiếu nó. Những lúc nhìn anh được bay lên, anh hoàn toàn là một người đàn ông đầy hạnh phúc. Của quy tắc vừa cài đặt như sau: siết chặt bằng cách kéo sợi dây và mở bằng cách nhét đầu quá. Your safety belt is fine. Chọn qua đầu. Vân có điện thoại. Với Tuấn, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Sao Vân lại cấm tôi được say mê Vân? Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi thực sự sống không yên. Tôi nghĩ rằng Vân không định nói thế. Việc Vân đến đây cùng tôi chứng tỏ rằng Vân không chối bỏ tình cảm tôi đã dành cho Vân. Tôi thực sự bị ám ảnh. Đã 10 tháng nay, tôi không được gần gũi cảm giác thân thương như thế này. Nếu tôi ly hôn với chồng tôi, không phải là vì tôi yêu Tuấn, mà vì tôi không xứng đáng với chồng. Chưa bao giờ người ta được sống thoải mái như bây giờ. Hoàn toàn tự do. Không dạy gì mà ràng buộc vào gia đình, vào con cái. Thật mãn nguyện cho ai chinh phục được sắc đẹp và sự hấp dẫn của em. Chào hãng hàng không quốc gia Việt Nam, cơ trưởng và phi đoàn chúng tôi xin hân hạnh được chào đón quý khách trên chiếc máy bay Airbus A320 chuyến bay mang số hiệu VN240 từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội. Bây giờ Hoàng Anh không phải về nhà sớm nữa. Bố mình đi bay, ngày mai mới ghé về. Còn mẹ thì đi học Anh văn, rồi đi tập thể dục thẩm mỹ, 9-10 giờ tối mới về. Còn mình thì về lúc nào cũng được. Bắt đầu là như thế đấy. Mỗi người lao vào công việc của mình. Chỉ có bữa ăn tối là gặp mặt nhau. Rồi bữa ăn tối cũng không còn nữa. Tiếp đến là xa nhau, bỏ nhau, mỗi người một ngả. Mình chán, đã bỏ học. Bố đi tìm để dành mình về nuôi. Mẹ sang đòi lại. Nhưng Nam yêu ai hơn, bố hay mẹ? Ở với mẹ thì nhớ bố, về với bố thì nhớ mẹ. Chẳng ngày nào vui vẻ nữa cả. Bố để hết đồ đạc trên máy bay rồi chứ gì? Đồ đạc của bố có gì nhiều đâu, mà phải chuẩn bị mất thời gian. Thế còn mẹ? Mẹ định không đi nghỉ mát à? Mẹ chuẩn bị một tí là xong ngay thôi mà. Em hút thuốc từ bao giờ thế?
điếu. Cũng mới thôi. Có lẽ anh và con đi nghỉ với nhau. Em không đi được nữa. Công việc bận lắm. Anh biết, đối với em việc đi nước ngoài không khó. Nhưng hãng của anh sắp xếp cho chúng ta đi nghỉ mát. Chúng ta thử cố một lần nữa xem sao. Con gái Hoàng Anh của chúng ta sẽ đau khổ thất vọng biết nhường nào nếu như chúng ta làm hỏng đi mất niềm vui của nó. Chờ Hoàng Anh đã lâu chưa? Chờ sắp gãy cả lưng rồi. Có chuyện gì mà Hoàng Anh nhắn Nam gấp thế? Hoàng Anh sắp đi nghỉ cùng bố mẹ mấy ngày. Cho Nam đi với được không? Xa lắm. Ở đâu? Singapore cơ. Thích nhỉ? Chưa bao giờ Nam ước được như thế cả. Nam thích gì Hoàng Anh mang về cho. Hoàng Anh đừng đi lâu nhé. Bố mẹ Hoàng Anh có vẻ không vui. Sung sướng hạnh phúc như thế có gì mà không vui được. Hoàng Anh sợ đến một ngày nào đó cũng sẽ giống như Nam, không còn bố và không còn mẹ nữa. Thôi mà. Có lẽ chúng ta chỉ gặp nhau lần này lần cuối cùng. Đôi mắt của em giống như đôi mắt của một con thú bị bắn gục. Trái tim đàn bà của em đã tan vỡ rồi. Em đừng hy vọng có thể hàn gắn được nó nữa. Vân sẽ cố gắng hòa nhập trở lại với gia đình. Dù Vân có lỗi, nhưng chồng con Vân sẽ bỏ qua. Vân sẽ cố gắng. Anh không tin là anh sẽ mất em. Anh không tin là em còn có thể hòa nhập trở lại với cuộc sống gia đình. Kiên nhẫn của chồng tôi cũng hết. Chúng tôi ngày càng cảm thấy nặng nề, miễn cưỡng khi ở bên cạnh nhau. Chúng tôi quyết định sống ly thân. Anh vào sống tạm ở thành phố Hồ Chí Minh. Con gái Hoàng Anh của chúng tôi mỗi lần đi thăm bố phải đáp máy bay, bay xa gần 2.000 cây số.
nào mẹ? Tòa để cho 15 ngày kháng án. Nếu không ai kiện cáo gì thì xử cho ly hôn. Thế con sẽ ở với ai? Ở với mẹ. Thế bố con được đến đây nữa không? Sao con lại ăn mặc thế kia? Thứ nhất là đã lâu mẹ không để ý đến chuyện ăn mặc của con. Thứ hai là nhà không còn đàn ông nữa. Con lớn rồi đấy. Mẹ thấy con ra dáng lắm rồi đấy. Lần đầu tiên con nghe mẹ nói như thế đấy. Mẹ à, tốt nhất mẹ với con đi ăn cơm bụi. Mẹ với bố bỏ nhau thì mẹ được giải thoát về chuyện bếp núc rồi đấy. Mẹ vẫn thường nói với bố là mẹ không thể cùng một lúc hầu hạ cả hai người. Vân ơi, sáng nay chị có 2-3 cú điện thoại đấy. Đàn ông hay đàn bà hả em? Đàn ông ạ. Nếu có ai điện thoại lại, em cứ nói là chị đi vắng nhá. Chị cần được yên ổn trong nửa tháng em ạ. Em sẽ nói, chị lo hơi thừa đấy. Anh Phi Hùng sẽ chẳng kháng án vì chị có bạn trai đâu. Chị biết thế, nhưng thận trọng vẫn hơn. Để đợi tòa quyết định dứt khoát đã. Chào chú. Chào cháu. Lâu lắm mới trông thấy cháu. Lớn lên hả chú? Lớn lên, trông sinh ra nhiều, ra dáng lắm rồi cháu ạ. Bố cháu đâu hả chú? Ở ngoài kia kìa. Chỗ tập kết đi ạ. Đúng rồi đấy. Cháu đi đi ạ. Con lại bỏ học phải không? Bố đẹp thật đấy bố ạ. Này, con nên nhớ con sắp thi rồi đấy. Con thì thi lúc nào cũng được. Con đừng chủ quan. Thật đấy,
Bố phải tin là con không ngán bất cứ kỳ thi nào. Con luôn học giỏi. Bố, thế là bố không về nhà được nữa hả bố? Bố có kháng án không? Không. Thế con có được kháng án không? Con chưa đến tuổi. Bố ạ, con chỉ mới quen bố vắng nhà lâu, chứ chưa quen được là không có bố. Con đến trường học tiếp đi, dù sao cũng học kịp tiết thứ hai. Nam tưởng Hoàng Anh bỏ học. Hoàng Anh đang gặp chuyện buồn kinh khủng. Lớp mình ối đứa có gia đình bố mẹ bỏ nhau. Đúng, dùng ở thể bị động. Còn bây giờ trưởng lớp cho đọc bài 22. Mới học và theo mẫu câu ở trên bảng, em nào ở trong lớp ta có thể tóm tắt lại về cha của Jim và nói về thời tiết ngày hôm nay bằng tiếng Anh, tùy các em chọn. Nào, không có ai à? Hoàng Anh, can you tell me something about Jim's father? Can you tell me about the weather now? The weather now is very cold. Is it cold? Yes. Do you like it? No, I don't. I don't like it. Why? Because I'm feeling very lonely inside. But who can help you? Neither. Really? Neither. Em trả lời tốt lắm. Còn bây giờ trong lớp em phải chú ý nghe giảng nhé. Yeah. Ok. Còn bây giờ cả lớp chúng ta tiếp tục đọc bài cũ nhé. Hoàng Anh, em ngồi xuống đi. Vâng. Nào bây giờ lớp trưởng cho cả lớp cùng đọc đi. Yes, he does. It's a very good job. It's a very good job. My father is a driver. He's a taxi driver. He says. Ladies and gentlemen, passengers in the for Danang, flying AM313, please proceed to the departure of Putin. Thank you. Ladies and gentlemen, passengers. Em bay tuyến nào? Paris qua Dubai. Em đừng buồn, còn nhiều dịp. Nhưng em luôn muốn được bay cùng anh. Chào anh cho biết tuyến bay
và độ cao. Anh đi Sài Gòn thì anh sẽ phải bay đường bay số 1 và tuyến bay 250. Anh ký vào đây. Chỗ này này. Gửi anh. Thể hình dung thiếu những chuyến bay trong cuộc sống của anh. Anh là người đàn ông hấp dẫn và xung quanh anh có những cô gái trẻ đẹp cùng bay với anh. Nhưng với tôi, sự ghen tuông nghi ngờ dành cho anh cũng không còn nữa. Anh cứ bay lên và anh cứ việc gặp gỡ. Xuống đi. Chà bố cô. Để cháu đi lấy nước nhá. Đẹp như cô thế này, ở nhà quê lấy được khối tiền khối thóc của người ta rồi đấy. Sao bà không bảo các cô các chú ý viết thư để bố cháu đi đón? Bà đã định ra đâu? Nghe người ta đồn về tận quê, bố mẹ mày giận nhau làm sao đó. Bà nóng ruột phải ra. Bà uống nước đi. Bà đợi cháu một tí nhá. Bà ơi, bà đi ra đằng này với cháu một tí.
Có chuyện gì thế cháu? Bà mới xuống tàu, để bà nghỉ một lát đã. Bà ơi, bà ra đằng này với cháu một tí. Có cần lắm không? Cần lắm ạ. Cô ấy cho cháu thuê một phòng ạ. Có giấy tờ gì không? Đây ạ. Chìa khóa của cháu đây. Dạ. 304. Đây, bà vào đây. Bà ngồi xuống đi. Bà ở tạm đây ít hôm, để cháu báo cho bố cháu biết đã. Sao lại ở đây? Nhà cháu có chuyện gì xảy ra? Bà cứ ngồi xuống đây. Nhà hiện nay đang có dịch bà. Thế bố mẹ cháu ở đâu? Phải sơ tán mỗi người ở một nơi khác nhau bà. Thôi bà cứ ở đây nhá, để cháu về cháu báo cho bố cháu biết nhá. Có những thứ này trong nhà mình hả Hoàng Anh? Của bà nội đấy mẹ ạ. Thế bà đâu? Con thuê phòng ở nhà khách cho bà ở rồi. Ai cho phép con làm như thế? Bố không ở đây nữa thì làm sao bà nội ở lại đây được? Alo, anh Phi Hùng đấy à? Vân đây mà. Thế này anh ạ, bà ra, bà nội ra. Chiều nay anh có thể ghé qua nhà được không? Vâng, em nấu cơm chiều cho cả anh nữa nhé. Những khoảng trời ta đã qua, cùng mùa đông hay mùa hạ. Những khoảng trời trong cách xa, còn sang giờ dẫu mùa thu đến. Ngày lại ngày rụng vàng dưới chân mây, ta nhặt lên xếp lại âm thầm. Những trái tim thời gian đã mất, ngày hạnh phúc nỗi buồn hy vọng như áng mây lang thang trôi về đâu. Giang cánh tay làm thước đo cuộc đời, ta thử đo với con đường phía trước, thử đo với chân trời và thảng thốt. Hình như tay không ôm trọn thân mình. Trong cách xa còn giang dở dẫu mùa thu đến, ngày lại ngày dù...
rung vàng dưới chân mây. Tam nhật lên xếp lại âm thầm, nhưng trái tim của thời gian đã mất. Này hạnh phúc nỗi buồn hy vọng như áng mây lang thang trôi về đâu. Giang cánh tay làm thước đo cuộc đời, ta thử đo với con đường phía trước, thử đo với chân trời và thảng thốt. Hình như tay không ôm trọn thân mình.